Bạn trai ăn ké tăng cân. Người ta bảo con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày, và nói chung nếu con gái biết nấu ăn thì sẽ được nửa kia yêu thương nhìn hơn một chút. Thế nhưng, nấu ngon quá khéo cũng hóa dở chứ chẳng đùa, vì nếu bạn hại người ta tăng cân vù vù thì biết phải làm sao. Đó chính là câu chuyện của gái đảm có tên Võ Bảo Trân, SN1995, Đồng Tháp, và người yêu. Tính ra trước đó, bạn trai Trân cũng ra dáng soái ca lắm mà từ hồi yêu Trân, anh chàng chạm ngưỡng 82kg. Lý do Âu cũng vì bạn gái đảm đang, ngày nào cũng cho ra đời những mâm cơm siêu cấp xịn sò. Dù phần lớn thời gian, Bảo Trân thường nấu món chay xong điều đó dường như không ảnh hưởng lắm. Những mâm cơm trên cả chữ xịn của Bảo Trân, cô nàng trông bé bé vậy thôi mà có anh người yêu tới 82kg. Lý do cũng chỉ vì ăn cơm Trân nấu ngon quá, mình tình cờ tham gia vào một group làm món chay trên Facebook vì thấy đồ chay mà nhiều người làm linh hoạt, ngon quá trời. Học rồi làm thường xuyên, ăn thường xuyên nên mình ghiền đồ chay hơn cả đồ mặn. Một lý do khác là mình muốn thử xem ăn chay có cải thiện được bệnh rụng tóc nhiều của mình không. Trộm vía là thành công. Do không chỉ khỏe lên khi ăn chay mà tóc cũng giảm rụng, nhanh dài hơn nên hiện tại mình duy trì ăn chay 5 ngày tuần. Trân chia sẻ, vì món chay chủ yếu từ rau củ nên thời gian thực hiện một mâm cơm của Bảo Trân khá nhanh, chỉ rơi vào tầm 30 đến 50 phút. Có một vài món chay nếu làm sẵn còn có thể để được khá lâu nên Trân càng tiết kiệm thời gian vào bếp hơn. Về phần chi phí, ăn chay cũng rẻ hơn ăn mặn rất nhiều. Đa số mâm cơm chay của Trân chỉ dưới 60k. Cơm chay nhưng cũng đa dạng các món lắm nhé. Mỗi mâm cơm thế này, Trân chỉ mất khoảng 30 phút nấu nướng và 60k chi phí. Đối với Trân, nấu ăn không chỉ là sở thích mà còn mang đến cho cô nàng rất nhiều niềm vui. Cô nàng cho hay, khi nhìn thành phẩm được bày tươm tất, chỉn chu trên bàn, cảm giác hạnh phúc lắm. Chúng tạo năng lượng tích cực cho mình trong ngày. Hơn nữa từ khi tự nấu ăn nói chung và ăn chay nói riêng, sức khỏe mình được cải thiện nhiều, tâm hồn cũng nhẹ nhàng an yên hơn. Vậy là sao tất cả chỉ có anh bạn trai của Trân là không biết nên vui hay buồn nhỉ? Được ăn ngon thì vui thôi, nhưng được chăm khéo quá nên phát tướng thì chắc đành chịu bó tay thôi. Đối với Bảo Trân, nấu ăn mang một ý nghĩa rất lớn. Một vài mâm cơm siêu đẹp khác của Bảo Trân. Ảnh NVCC. Some more is so hard.